Khi xưa, ông Lục Khắc Văn được bầu làm Thủ tướng Úc. Tôi đề nghị, sự quen biết giữa ông ta và tôi cũng khá. Những nhân viên trong viện dưỡng lão nhất định phải thực hiện hiếu đạo. Ông ta cổ vũ tôi điều hành một viện dưỡng lão để làm mẫu, làm gương. Sau khi tiến hành tốt đẹp, sẽ phổ biến trên toàn quốc. Đó là biện pháp tốt đẹp. Hiện thời, làm bất cứ chuyện gì, nói theo người Trung Quốc, nêu gương rất quan trọng. Chúng ta thường nói, nêu gương rất quan trọng. Quý vị làm cho người ta thật sự trông thấy, họ liễu giải chuyện ấy tốt đẹp. Phải nên làm theo cách thức như vậy, nhất là đem giáo dục nhân quả nói với họ, họ thật sự thông hiểu, sẽ là tu đại phước báo. Người học Phật chăm sóc người già, tương lai sẽ thành Phật, quyết định giảng sanh. Người tín ngưỡng tôn giáo chắc chắn sẽ sanh lên thiên đường. Đối với người chẳng có tín ngưỡng tôn giáo, quý vị chăm sóc người già là vô úy bố thí. Bản thân quý vị sẽ đạt được quả báo gì? Khỏe mạnh sống lâu, tu ba thứ bố thí nơi đó đều dễ dàng. Quý vị phục vụ họ là nội tài bố thí. Quý vị thường chuyện trò với họ, thường bầu bạn với họ. Đó là vô úy bố thí và pháp bố thí. Quý vị khiến cho tâm lý họ vui vẻ, chẳng cảm thấy cô đơn, cảm thấy viện dưỡng lão ấy giống như gia đình của chính mình. Các nhân viên, người phục vụ trẻ tuổi như vậy đều giống như con cái hoặc cháu chắt của chính mình. Họ sẽ vui sướng lắm. Phước báo ấy to nhiều. Vì thế, mở viện dưỡng lão là sự nghiệp gì? Sự nghiệp của Phật, Bồ Tát. Mở viện dưỡng lão là sự nghiệp vô thượng phước điền. Chỉ cần điều hành tốt đẹp một viện dưỡng lão, quý vị có thể tạo ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí trong tương lai mở rộng đến toàn thế giới. Người tiến hành sự nghiệp như vậy là thần thánh, Phật, Bồ Tát. Quý vị chẳng thể nói, các cụ, tôi chăm nom quý vị ăn cơm, thay quần áo, chăm lo cuộc sống hàng ngày của các cụ là được rồi, chưa đủ. Quý vị phải biết, trong tâm họ đau khổ lắm. Vì trong viện dưỡng lão, nói cách khác, cứ mỗi tuần thường có một, hai cụ già qua đời, bị khiêng đi. Họ trông thấy bèn cảm nhận như thế nào, chờ đợi ở đấy, chờ có ngày sẽ đến lượt họ. Ngồi ăn để chờ chết. Quý vị thấy cái cảm giác ấy khó chịu lắm. Chúng ta trông thấy tê tái cõi lòng, thật sự muốn giúp họ. Khi ông Lục Khắc Văn làm thủ tướng, đã thúc giục tôi tiến hành ngay lập tức. Hiện thời, ông ta đã xuống chức. Tôi cũng chẳng muốn làm nữa. Chánh phủ phải có cái tâm. Phải có cái tâm ấy. Khi thật sự làm, chánh phủ phải khen thưởng. Hãy làm tốt, có thể phát động toàn quốc, có thể phát động cả thế giới. Khiến cho người già trên cả thế giới đều được chăm nom rất tốt đẹp. Quý vị nói xem, công đức ấy to nhiều ngần nào. Vì thế, đầu tiên,
trọng yếu nhất là từ viện trưởng cho đến nhân viên viện dưỡng lão. Tất cả mọi người đều phải tiếp nhận giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, đặc biệt là giáo dục nhân quả. Họ hiểu nhân quả sẽ có thể toàn tâm toàn lực dốc sức, biết đó là cái nhân tốt, trong tương lai sẽ kết thành cái quả tốt đẹp. Quả ấy tốt đẹp chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị đến chỗ nào để tìm được cơ hội gieo phước điền như vậy? Viện dưỡng lão là phước điền, là phước điền thật sự. Chúng ta đến thăm nơi phước điền tốt đẹp như thế, đáng tiếc là họ chẳng biết gieo phước. Mỗi ngày đều ở đó mà chẳng biết gieo phước. Hiếu kính người già là gieo phước, nhưng họ chẳng biết điều ấy, thật đáng tiếc.